Thưa quý vị, sau nửa năm triển khai thực hiện Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước nói chung và tại Thừa Thiên Huế nói riêng có nhiều chuyển biến rất tích cực. Đều nhận thấy rõ là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên, tai nạn giao thông đã giảm nhiều. Phóng sự ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí, xảy ra 130 vụ, làm chết 62 người, bị thương 92 người, thiệt hại tài sản khoảng 902 triệu đồng. So với 6 tháng cùng kỳ giảm 38 vụ, giảm 40 người chết, giảm 50 người bị thương. Cũng trong 6 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã xử lý 21.682 trường hợp vi phạm, thu ngân sách hơn 20 tỷ đồng. Trong đó, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn là 1.475 trường hợp, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Thời gian qua, với cái việc nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền địa phương, làm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là những nội dung cơ bản của Nghị định 100 quy định về xử phạt giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia. Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng đã được đẩy mạnh, tăng cường bằng nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm kết hợp với xử lý những cái vi phạm trật tự an toàn giao thông. Do vậy, cái kết quả giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm cái số người chết rất cao trên địa bàn tỉnh ta. Thời điểm này, cũng trong 6 tháng Nghị định 100 có hiệu lực. Có thể nói, Nghị định 100 đã khiến ý thức chấp hành luật giao thông của tài xế tăng lên. Người dân tuân thủ quy tắc, đã uống rượu bia thì không lái xe, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, giảm bớt những hệ lụy không đáng có. Với quan điểm không đương tay với tài xế uống rượu bia, Nghị định đã đi vào thực tiễn và có tác động sâu sắc đến ý thức của người tham gia giao thông. Với mật độ giao thông lớn, 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Huế, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả trên là nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị, trong đó đơn vị chủ lực là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông. Trước đây Nghị định 100 chưa ra thì qua theo dõi các vụ tai nạn giao thông mà liên quan đến là nồng độ cồn thì rất là nhiều. Tuy nhiên từ khi có Nghị định 100 ra, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị là tập trung xử lý mạnh các cái lỗi là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong đó là tập trung xử lý mạnh cái lỗi nồng độ cồn. Qua 6 tháng đầu năm thì toàn công an thành phố Huế đã xử lý hơn là 7.223 trường hợp, thành tiền là hơn 8 tỷ 3 đồng. Và trong đó là cái lỗi mà người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn thì gần 1.000 trường hợp. Chính sự quyết tâm như vậy cho nên tình hình tai nạn giao thông từ lúc có Nghị định 100 ra đời giờ là giảm một cách rất là đáng kể. Sau thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, việc đi lại bình thường trở lại, số trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng. Cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện, xử lý nghiêm các vi phạm để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn do bia rượu. Cái này thì chúng tôi đã chỉ đạo đội giao thông và đội phong trào là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền cho các tầng lớp nâng cao ý thức, đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện, có như vậy khi đó mà tai nạn mà giảm. Và nhưng đây tôi cũng khuyên bà con, nhất là cái số anh em là đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện, vì cái chung đến lúc là khi tai nạn giao thông mà xảy ra thì rất là đáng tiếc. Chủ đề an toàn giao thông của năm 2020 được xác định là đã uống rượu bia không lái xe, với nhiều biện pháp nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông đã giảm, nhưng để duy trì bền vững những kết quả của Nghị định 100 cần rất nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự thay đổi trong ý thức người dân.